Xin kính chào quý vị, chúng tôi là Đào Duy và Diễm Loan của Nóng 24 giờ, những người sẽ cùng đồng hành với tất cả quý vị xuyên suốt trong bản tin hôm nay trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin của chương trình. Tan ca làm, nhóm nữ công nhân bị tông nguy kịch. Thành phố Hồ Chí Minh bắt giam nữ giám đốc công ty Hoàng Kim Len. Hai lúa miền Tây làm chơi ăn thiệt từ trùng quế. Dư luận xôn xao về công dụng thần kỳ của hoa đậu biếc. Bên cạnh những thông tin nổi bật vừa rồi, chương trình hôm nay sẽ còn ghi nhận phản ánh của người dân tại tỉnh Long An vừa sập bẫy lừa với chiêu thức trở thành khách hàng may mắn, nhận quà trị giá hàng trăm triệu đồng. Tiền đã không cánh mà bay, con qua thì chẳng thấy đâu. Thực hư ra sao? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình mang tên Đường dây nóng. Kính thưa quý vị, sáng nay anh Phạm Hữu Liền ngụ tại tỉnh Long An đã liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng 0971225053 phản ánh về việc anh vừa sập bẫy lừa khi vừa đăng ký tham gia mạng xã hội Gapo. Anh cho biết mình nhận được tin nhắn thông báo đã trở thành khách hàng may mắn nhận quà, gồm có một xe Honda hiệu SH150i Việt Nam, hai phiếu quà tặng tiền mặt trị giá 200 triệu đồng, sự kiện do tập đoàn Gapo tổ chức. Khi đăng nhập vào trang web đính kèm thì anh làm theo hướng dẫn và nhận được cuộc gọi từ nhân viên tên Trần Văn Toàn. Bán tin bán nghi, thấy quà có giá trị, anh đã chuyển theo yêu cầu của nhân viên này 1 triệu đồng, sau đó nhân viên lại yêu cầu chuyển thêm 20 triệu, gọi là đóng thuế. Như quý vị thấy, đang hiển thị trên màn hình là hình ảnh từ trang web có tên sự kiện Gapo.com mà anh Liền gửi về cho chương trình. Lấy danh nghĩa là tập đoàn Gapo, nhưng nhân viên tên Toàn lại có thể nhân viên ghi tập đoàn mạng xã hội Facebook Việt Nam và kèm theo đó là những tờ giấy chứng nhận có thời hạn từ năm 2015. Hình ảnh được cắt ghép rất hoành tráng, nhưng phương thức nhận thưởng lại là tại nhà vô cùng rối rắm. Thông tin ảo, rất mong quý bà con đề cao cảnh giác trước hình thức lừa đảo này. Kính thưa quý vị, trong các bản tin trước, chúng tôi đã liên tục đưa tin cảnh báo đến quý bà con, phản ánh về thực trạng hoạt động lừa đảo rao bán các dự án ma để trục lợi bất chính của các cá nhân, các doanh nghiệp gây bất an trong dư luận. Trong đó, con số thu lợi lên đến tiền tỷ và thậm chí là hàng trăm tỷ đồng. Vấn đề này vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt khi hết cá nhân này đến doanh nghiệp khác lần lượt bị vạch trần, trả giá trước pháp luật. Thiệt thòi thì vẫn thuộc về phía của người dân. Thông tin nóng nhất mà chúng tôi nhận được là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh, 49 tuổi, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Len về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Hạnh đã sử dụng pháp nhân của công ty Hoàng Kim Len để ký kết các hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng đất nền dự án không có thật, chiếm đoạt tiền của khách hàng. Ngoài ra, nữ giám đốc còn có hành vi thỏa thuận chuyển nhượng liên quan 4 căn nhà xây dựng trái phép tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các nạn nhân bị công ty Hoàng Kim Len lừa đảo đến phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu BC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10 để trình báo. Vụ việc đang được mở rộng điều tra. Thưa quý vị, vấn nạn tổ chức cổ vũ đua xe trái phép của một bộ phận thanh thiếu niên ngày nay đã trở thành nỗi ám ảnh của xã hội, không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn gây ra những tai nạn giao thông đau lòng. Tối qua tại Bình Dương, trong lúc tổ chức đua xe thì một nhóm quái xế đã gây ra tai nạn cho nhiều công nhân nữ đi đường. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11, nhóm thanh niên lưu thông tốc độ cao trên đường Hùng Vương hướng từ trung tâm thành phố mới Bình Dương đi Thủ Dầu Một. Khi gần đến sân golf Phú Mỹ thì tông vào nhóm nữ công nhân trên đường ra ca trở về nhà, khiến 3 người bị thương. Trong số đó, chị Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh năm 1985, đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo nhân chứng, một trong những chiếc xe gây tai nạn đã ngã xuống đường trượt dài hàng chục mét. Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, nhóm này đã nhanh chóng dừng xe lên tẩu thoát, bỏ mặc nữ công nhân bị thương nặng nằm trên đường. Lực lượng chức năng đang truy tìm chiếc xe gây tai nạn. Trong các bản tin trước, chúng tôi từng thông tin về vụ việc nữ điều dưỡng bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị người đàn ông hành hung chỉ vì nghĩ không cho con trai của ông ta nằm trên giường, gây phẫn nộ trong dư luận.
Và trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc này, mới đây Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để chia sẻ, xin lỗi về vụ việc do một trong hai người có hành vi khiếm nhã với nữ nhân viên điều dưỡng là nhân viên của bệnh viện. Được biết nhân viên này là nữ hộ sinh đang công tác tại Bệnh viện Từ Dũ, người đã có hành vi cùng chồng mắng chửi nữ điều dưỡng. Sau đó, người chồng của nữ hộ sinh này đã xông vào đánh thương tích nữ điều dưỡng. Đại diện ban giám đốc và tập thể Bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Mỹ Nhi, phó giám đốc bệnh viện đã gửi lời xin lỗi, đồng thời gửi thư xin lỗi đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 và ngỏ ý chia sẻ trách nhiệm chăm sóc nữ điều dưỡng. Tạm thời, Bệnh viện Từ Dũ đã đình chỉ công tác nữ hộ sinh, chờ sự việc được làm sáng tỏ và có biện pháp xử lý cụ thể. Về hành vi bạo hành của người chồng, bệnh viện mong muốn pháp luật sẽ xử lý thỏa đáng. Trong bản tin tối qua, chúng tôi có đưa tin về vụ việc 5 thuyền viên ở xã Thanh Trạch, tỉnh Quảng Bình mất tích trong vụ cháy tàu cá Daejeon 29 tấn vào sáng ngày 19 tháng 11 tại vùng biển phía tây của đảo Jeju, Hàn Quốc. Các cấp chính quyền đã khẩn trương tới các gia đình có nạn nhân mất tích để thăm hỏi động viên cũng như hỗ trợ gia đình về các cơ sở pháp lý để đưa nạn nhân về nước. Nhóm phóng viên chương trình thường trú tại đây đã có mặt ghi nhận vụ việc. Theo đó, thời điểm tàu bị cháy, trên tàu có 12 thuyền viên, trong đó có 6 công dân Việt Nam. Trong số 6 người này thì có 1 người quê Hà Tĩnh, 5 người còn lại đều ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, gồm Nguyễn Văn Công, sinh năm 1987, Nguyễn Tiến Ninh, sinh năm 1987, Nguyễn Văn Viện, sinh năm 1974, Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1994, đều ở thôn Thanh Xuân và Nguyễn Ngọc Lợi, sinh năm 1995, ở thôn Thanh Danh, xã Thanh Trạch. Cả 5 người đều có mối quan hệ họ hàng ruột thịt, đều đã lập gia đình và phần lớn có con còn nhỏ và là trụ cột kinh tế của gia đình. Nguyện vọng của gia đình thì là cũng mong muốn là nhờ các cơ quan chức năng là từ địa phương đến cấp trung ương, rồi là hội hiệp người Việt Nam với Hàn Quốc cố gắng tạo điều kiện là tìm được là thi hài của là cháu là để sớm là đưa cháu về là mai táng tại quê nhà. Khi nắm được cái thông tin tương đối chính xác thì lãnh đạo xã cùng các đoàn thể đã đến từng gia đình đồng viên chia sẻ và nắm thêm những cái thông tin thật chính xác và đã kịp thời báo cáo lên Ủy ban nhân huyện, Thường vụ huyện ủy và Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện để có những cái đồng viên và những cái biện pháp để hỗ trợ gia đình. Theo thông tin từ phía gia đình, 5 thuyền viên này hiện đang làm việc hợp pháp tại Hàn Quốc thông qua con đường xuất khẩu lao động. Tất cả đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm với nghề đánh bắt thủy hải sản. Kính thưa quý bà con, hiện hai con rái cá này đang được quý bà con ở xã biên giới Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến xem và tìm hiểu. Bởi từ trước đến nay thì rái cá rất ít xuất hiện ở các tỉnh miền Tây. Ngay bây giờ xin mời quý bà con sẽ cùng chiêm ngưỡng hai con rái cá đặc biệt này nhé. Đây là một trong hai con rái cá được Phạm Hoàng Hà ở ấp Bình Hòa Trung, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, mua lại của một người dân ở Campuchia hồi tháng 4 năm 2019, với trọng lượng là 1,5 kg mỗi con. Thế nhưng sau khoảng 8 tháng đến nay, nó đã nặng gần 10 kg, dài khoảng 1 mét. Hiện ông Hà đã tách hai con rái cá nuôi riêng để tiện chăm sóc. Có người hỏi mua với giá 10 triệu đồng một con nhưng mà ông nhất quyết không bán. Lúc mới mua gì thì người ta đã trả 4 triệu rồi. Thì cách đây khoảng có 2 tháng là có người ta trả là 10 triệu một con này mà tôi không bán. Tại vì thấy thương nó là cái nó quá khôn. Chứ nói như dặn là chó mình là không khôn bằng nó. Thì rằng nó ăn cá thì phải là khâu cá chín, mình cho ăn cá chín chứ không có cho ăn cá sống. Khôn nó là nó cái dạng là nó nhìn là không biết không phải chủ nó là nó làm dữ lắm còn phải chủ nó thì ném vua. Còn đây là con rái cá thứ hai đang được nuôi tại nhà anh Nguyễn Văn Lộc. Rái cá được chủ nuôi chăm sóc chu đáo, từ tắm rửa đến cho ăn uống. Thức ăn chính của rái cá là cá được nướng sẵn. Một bữa ăn, mỗi con rái cá tiêu thụ khoảng 600 gram cá các loại. Cho nó ăn, ăn rồi bơm nước vô bồn cho nó tắm. Tắm vào trước trưa nó ngủ. Ngủ rồi tới buổi chiều cái mình cũng cho nó ăn. Ăn rồi bơm nước vô bồn. Tắm rửa rồi nó cũng ngủ giờ chắc tấu mình phải chăn mùng cho nó, ngủ dữ lắm. Nó ngủ mùng quen rồi, nó không bỏ mùng cho nó la. Bởi vì hồi nhỏ lớn mình cho nó ăn cá nướng đó, nó quen rồi, giờ bỏ cá sống nó không ăn. Mến tay mến chân lắm. Như là chắc chưa rồi, ông ẩm đi chơi, rồi hoặc là ông thả ra, nó ông ngủ trên võng thì nó nằm kế bên, nó nằm dưới đó, nó ngủ. Mình thức là nó thức, nằm hoài, mình nằm đó, nó nằm theo, nằm hoài đó vậy đó. Nó không đi đâu hết.
Rễ cá Việt Nam thường được tìm thấy chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, do vậy việc con vật này xuất hiện ở các tỉnh miền Tây khiến nhiều người hiếu kỳ thích thú. Theo các nghiên cứu, hiện do nhiều người săn lùng khiến loài động vật bé nhỏ này đã giảm sút tới 30% trong vòng 30 năm qua. Ý mong muốn của tôi là tôi gửi nó về thiên nhiên, về môi trường nhà nước. Tại vì thấy ở tỉnh mình thì nó cũng không có động vật này, thấy là không ai quay lên. Thì thấy chắc trong tỉnh mình là không có, thì muốn gửi gì cho tỉnh mình, tỉnh nhà mình là để gây giống cho cái thiên nhiên. Bây giờ cái loại này cũng dạng là cái loại quý hiếm. Theo ý tôi thì muốn gửi về môi trường nhà nước thì là nó tốt hơn cái chuyện của mình chăm sóc này. Cái chuyện sinh sản nó sau này thì nó có thể là thuận lợi hơn mình nuôi nhiều. Hy vọng trong thời gian sớm nhất, ngành chức năng sẽ đến hướng dẫn hỗ trợ cho hai cá thể rái cá này được bảo tồn chăm sóc trong môi trường tự nhiên. Quý vị thân mến, chưa bao giờ cụm từ công nghiệp 4.0 được nhắc đến nhiều như hiện nay. Thế giới đang bước vào thời đại với sự phát triển mạnh mẽ từ việc ứng dụng công nghệ thực và ảo. Trong thế giới đó, tất cả những lĩnh vực và ngành nghề đều phải chịu tác động và đang tự chuyển mình thay đổi. Giáo dục cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Vâng, và trước những biến chuyển lớn, các giáo viên cũng phải thay đổi để bắt nhịp với thời đại. Vậy đâu là hình ảnh tiêu biểu cho giáo viên 4.0? Những giáo viên không giảng đường, không bục giảng, nhưng vẫn có thể truyền tải rất nhiều kiến thức bổ ích đến với học trò của mình ở khắp mọi nơi. Để hiểu rõ hơn về công việc của những người giáo viên đặc biệt này, mời quý vị cùng gặp gỡ những người trong cuộc ngay sau đây. Mọi người có thể thấy là cô chỉ nói trước một cái máy quay thôi, nhưng mà trong đầu của các thầy cô hay là như mình thôi, là mình luôn tưởng tượng mình vẫn đang giảng trước các em học sinh. Không chỉ là những cái gì mình đã chuẩn bị trong lúc mình giảng, có thể ý tưởng, có thể những cái feel của mình nó vẫn hiện ra. Và mình đã gắn bó như thế này đã được 5 năm rồi. Mỗi kỳ thi đi qua, khi mà học sinh có những kết quả thông báo không được khắp cả nước đổ về, thì đó là một cái sự rất là hạnh phúc. Bạn phải có một cái kế hoạch học tập, có một cái chương trình giảng dạy cho các em. Sau đó là phải chuẩn bị tài liệu giảng, chuẩn bị bài giảng. Sau khi giảng online thì mình còn phải chuẩn bị bài tập. Mỗi một giáo viên đều có những cái phương pháp cách dạy, cách truyền đạt khác nhau và cũng đều có thế mạnh riêng. Thế thì nếu như dạy truyền thống gọi là dạy offline thì cái sự tinh túy của mỗi giáo viên ấy chỉ truyền đạt đến một số lượng học sinh rất nhỏ ở trong cái phạm vi hẹp. Của giáo viên dạy online thì có thể lan tỏa được khắp các... Chăn trở rất nhiều. Vì khi đã lên giảng dạy online thì không được phép sơ suất. Vì nếu như mà sơ suất cái thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái danh dự uy tín và đến cái bài giảng, chất lượng bài giảng. Thì yêu cầu đối với một cái thầy giáo online nó bây giờ nó rất là khác và nó cao hơn rất là nhiều. Nếu bài giảng video quay xong mà đưa lên thì đó là một khóa học chết, sẽ không ai học hết. Mà thường thì học sinh sẽ phải biết thầy ở đâu, Facebook của thầy là Facebook nào, sau các em sẽ kết bạn với thầy rồi trao đổi rồi nói chuyện, rồi mình phải làm các buổi livestream về một cái nội dung đặc biệt nào đó. Công nghệ ngày nay ấy, một mặt là nó tạo điều kiện cho giáo viên tương tác rất là nhiều với học sinh trên mọi phương diện luôn. Nhưng mặt khác thì nó cũng là một cái bắt buộc, một cái khó khăn rất là lớn đối với người dạy online, bởi vì mình phải làm việc rất là nhiều. Nếu bình thường mình dạy một lớp là 40 học sinh thì mình tương tác với 40 bạn đó, nhưng mà mình có thể dạy lên hàng chục ngàn học sinh. Cái dịp 20/1 hay là lễ Tết, thông thường những món quà mình nhận được đó là những cái lời chúc. Chỉ cần đọc những cái từ ngữ thôi, đôi lúc là nó còn có thể là hơi trẻ con, nhưng mà mình cảm nhận được đấy là cái tình cảm rất là thật của các em. Đó là cái niềm hạnh phúc mà không tiền của nào có thể mua được. Sẽ là đoạn clip ghi lại vụ trộm xe máy tại một xưởng may ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là trong vụ trộm này, tên đạo trích không phải là người xa lạ mà chính là một người quen biết với khổ chủ. Cụ thể ra sao, quý vị hãy theo dõi ngay sau đây nhé. Nam nhân viên để ý thói quen của người chủ hay để chìa khóa trong túi áo treo ở cầu thang. Đến trưa ngày 19 tháng 11, nhưng lúc mọi người không chú ý, hắn ta đã lục túi áo lấy trộm chìa khóa rồi thản nhiên điều khiển chiếc xe Vision chạy đi mất. Lúc này bên trong cốp xe có số tiền gần 8 triệu đồng. Qua tìm hiểu, người này chỉ mới vào làm được vài ngày. Một bài học cho các chủ kinh doanh cần nắm rõ thông tin lý lịch của nhân viên khi tuyển dụng. Quý vị thân mến, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu vừa trình làng bộ phim mới mang tên Hiếu Bến Tàu với sự tiến bộ vượt bậc về diễn xuất và chắc chắn sẽ khiến cho quý vị khán giả sẽ phải bất ngờ.
Và không biết là Đạo Duy có nhớ, vào hồi năm ngoái, Hồ Quang Hiếu đã trở thành một trong 5 nghệ sĩ nhận được nút vàng YouTube nhanh nhất tại Việt Nam nhờ vào web drama Thiếu Niên Ra Giang Hồ. Không biết là web drama lần này thì có thành công vang dội như vậy hay không? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Băng quà đen của tụi bay dám kéo qua khu tàu bán hàng. Đã về. Sau nửa năm chuẩn bị, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã trình làng web drama Hiếu Bến Tàu, một sản phẩm tâm huyết được đầu tư khủng do Mr. To làm đạo diễn. Đây là lần đá chéo sân thứ hai của ca sĩ Hồ Quang Hiếu sang lĩnh vực làm phim chiếu mạng. Web drama với sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực giàu kinh nghiệm như Quách Ngọc Tuyên, Hồng Thanh, Quỳnh Lý và sự xuất hiện của em My Nguyễn cũng hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết bất ngờ thú vị. Web drama của Hiếu này thì Hiếu làm cái dự án dài hơi để mà dùng cho nửa năm sau. Để cái phim này thì Hiếu lên kế hoạch cũng làm rất là lâu rồi, nên đây là cái trải nghiệm lần đầu tiên của Hiếu khi mà Hiếu làm những cái bộ phim nó dài tập hơn một chút. Cảm giác cái bộ phim này mình sẽ đóng tốt, nên mình muốn đưa tới cho mọi người và mình muốn giới thiệu cho mọi người, nói chung là muốn thay đổi mình một chút. Mình tại vì hát hoài thì mình cũng thấy nó hơi buồn chút, nên mình muốn đóng phim. Trong cái web drama Hiếu Bến Tàu này á, là nó là một cái phim mà dài nhất từ trước tới giờ tôi làm. Thì theo các bạn được biết là cái phim dài nhất tôi làm chỉ là 5 tập thôi. Thì cái đợt này Hồ Quang Hiếu đầu tư tới 10 tập. Cái khả năng diễn xuất của Hiếu bây giờ nó đã vượt tới một cái tầm giới hạn rất là cao rồi. Không cần phải học đi học ở nữa. Mà bây giờ Hiếu chỉ cần diễn shot nào là ok shot đó luôn. Không cần phải quay nhiều shot như những cái web drama ngày trước. Hiện tại bộ phim Hiếu Bến Tàu đã bắt đầu được giới thiệu đến khán giả trên kênh cá nhân của Hồ Quang Hiếu, sắp chạm mốc 4 triệu lượt xem và đang lọt top 2 trending YouTube. Đến hẹn lại lên, cứ vào thời điểm này, nhiều mặt hàng phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán đã bước vào giai đoạn chạy nước rút để kịp phục vụ cho nhu cầu thưởng lãm của người tiêu dùng. Trong đó, rực rỡ nhất chính là những mặt hàng hoa Tết. Những năm gần đây thì cúc pha lê được thị trường ưa chuộng và bằng cách ứng dụng công nghệ mới, trong mùa Tết năm nay, nhiều nông dân trồng cúc pha lê trên địa bàn của tỉnh An Giang đã có thể cầm chắc phần thắng tính cho đến thời điểm này. Đào Duy tin là cách làm này sẽ rất đáng được chia sẻ rộng rãi để nhiều bà con nông dân chúng ta có thể tìm hiểu và ứng dụng. Để có được những chậu hoa cúc pha lê đẹp nở đúng dịp Tết thì hiện nay người trồng hoa trên địa bàn huyện Phú Tân sử dụng công nghệ treo đèn LED chiếu sáng vào ban đêm để kích thích cây tăng chiều cao phát triển theo đúng yêu cầu, đáp ứng theo đúng thị hiếu của người tiêu dùng trong dịp Tết. Ông Lê Văn Như, ngụ xã Tân Hòa, người trồng trên 1.000 chậu cúc pha lê, đã áp dụng phương pháp này từ rằm tháng 8 đến cuối tháng 10 âm lịch, tức là sau một tuần trồng vào chậu là bắt đầu kích thích cây tăng trưởng bằng ánh sáng suốt đêm. Loại này trồng nó ngợi hơn cái loại mà cúc Tiger với Đài Loan. Nó lặt tròi ít hơn cái thằng Tiger của Đài Loan mà nó cực cái treo đèn của mình. Treo đèn á thì để cho nó vào cái ánh sáng cho nó non cái cây. Còn mình không có đèn á thì cái cây nó già, nó chỗ bông sớm. Trong đêm á mình treo 4 tiếng đồng hồ là mình phải tắt. Mình có mua cái đồng hồ cài tự động. Nó mấy giờ nó cháy rồi mấy giờ nó tắt. Còn đối với gia đình bà Võ Thị Được, ngụ ấp Trung 2, xã Tân Trung, đây là năm thứ hai gia đình trồng cúc pha lê sử dụng công nghệ này. Năm đầu tiên đã thu về hiệu quả tích cực. Theo chia sẻ của bà Được, loại cúc này bắt buộc phải dùng đèn chiếu sáng để cây thức liên tục, đạt được chiều cao và ra hoa theo ý muốn. Đặc tính sinh trưởng của cúc pha lê kéo dài từ 4,5 đến 5 tháng, đòi hỏi nhiều kỹ thuật cần được theo dõi sát trong quá trình phát triển, đặc biệt là dùng đèn chiếu vào ban đêm khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng tùy vào thời điểm. Tiếp tục chuyên mục nhà nông thông minh ngày hôm nay sẽ là một mô hình vô cùng độc lạ của một chàng trai miệt vườn ngụ tại tỉnh Tiền Giang, được mệnh danh là vua trùng quế. Và thưa tất cả quý vị, trùng quế hay còn gọi là dung quế và có tên khoa học là Berionis excavatus. Chúng thuộc nhóm trùng ăn phân, thường sống trong môi trường có nhiều chất hữu cơ hay phân hủy. Đây là loại côn trùng tưởng như ít giá trị, nhưng loại sinh vật này khi nuôi thương phẩm đã giúp cho chàng trai vực lên làm giàu. Làm chơi ăn thật, đó là suy nghĩ ban đầu của anh Nguyễn Công Vinh, 34 tuổi, ở xã Lương Hoàn Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, khi quyết định về xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, thuê 3 hectare đất vườn của người dân để mở trang trại nuôi trùng quế theo mô hình khép kín.
cái con trùng quế này á là một cái mắt xích rất là quan trọng trong cái việc mà phát triển cái nền nông nghiệp sạch, nên á mình đã tìm hiểu và thấy được cái tầm quan trọng của nó, nên mình đầu tư vô cái việc nuôi trùng quế. Thì cái sản phẩm của trùng quế á là phục vụ cho, không bỏ gì hết, phục vụ cho cái nền nông nghiệp sạch, giống như là trồng rau sạch nè, rồi nuôi cá, nuôi gà, nói chung là chăn nuôi sạch. Thì hiện tại bây giờ cái xã hội hiện tại bây giờ là bệnh rất là nhiều, và đất đai á thì bị bạc màu, nên cái con trùng quế là nó giải quyết được tất cả những cái nhu cầu tương lai của xã hội. Phân trùng quế còn là sản phẩm kết hợp từ phân bò và được xử lý thông qua con trùng quế. Phân hoàn toàn không chứa hóa chất hay là chất kích thích sinh trưởng và cũng không có mùi hôi tanh. Đây là loại phân an toàn và giàu dinh dưỡng nhất đối với cây trồng, nhất là rau củ. Nuôi để nuôi thành công thì rất là dễ, chỉ cần nắm được những kỹ thuật cơ bản và mình làm, chịu khó làm cho nó đúng kỹ thuật là mình sẽ nuôi được, chắc chắn nuôi được. Nông dân ai cũng nuôi được hết. Nhưng quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là cái kỹ thuật mà cho ăn. Đối với con trùng quế, loại thịt hiện nay, anh Vinh cung ứng cho các cơ sở nuôi thủy sản, gia cầm hay chế biến thức ăn gia súc gia cầm. Còn trùng quế giống thì được bán cho các hộ nuôi. Sau 40 ngày thả giống, con trùng quế sẽ cho thu hoạch với giá trùng thịt là 50.000 đồng 1 kg, trùng giống 15.000 đồng 1 kg và phân trùng giá từ 3 đến 4,5 triệu đồng mỗi tấn. Đặc biệt, phân trùng quế hiện rất hút hàng, nhất là phục vụ cho các dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ của ngành nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, chàng nông dân này còn trồng vườn dừa xiêm, dừa dứa bón phân trùng. Dưới mương nuôi các loại cá, điêu hồng, cá bóng tượng, sử dụng thức ăn là trùng quế. Sự kết hợp này đã giúp anh có thể thu về lợi nhuận cao mỗi năm. Kính thưa quý vị khán giả, đây chính là hình ảnh của những bông hoa đậu biếc đã gây sốt trong suốt thời gian vừa qua. Dễ nhận thấy bởi màu xanh mướt mắt là điểm nổi bật ở bông hoa này. Khi pha trà hay dùng làm màu thực phẩm sẽ tạo ra những món ăn vô cùng bắt mắt. Chính vì thế mà hoa đậu biếc được các gia đình và quán ăn ưa chuộng sử dụng. Bên cạnh việc làm đẹp cho món ăn, loài hoa này còn được đồn thổi với nhiều công dụng thần kỳ giúp dưỡng nhan, chữa bách bệnh. Nhiều lợi ích trong một loài hoa chính là lý do khiến cho nhiều người tìm mua để sử dụng. Vậy thực hư như thế nào? Chúng tôi đã tìm đến những chuyên gia để làm rõ. Bắt đầu được biết đến rộng rãi thông qua thị trường trà sữa. Khoảng một năm trở lại đây, trà sữa hoa đậu biếc thường là thức uống độc đáo được giới thiệu tại các cửa hàng kinh doanh, rất được giới trẻ ưa thích. Trà sữa hoa đậu biếc có màu xanh, đẹp mắt, hương vị dễ uống, kích thích vị giác. Riêng trà đậu biếc có mùi thơm nhẹ, màu xanh hoặc là tím lạ lẫm. Ngoài ra thì hoa đậu biếc còn được dùng làm màu cho xôi, chè, trân châu, bánh mứt, thạch rau câu. Nhiều người không biết, còn ngỡ là màu thực phẩm, thực chất là do tác dụng tạo màu của hoa đậu biếc. Khi mà mình lướt trên Facebook á, thì mình thấy có nhiều người bán cái hoa đậu biếc mà thấy cái màu sắc này rất là đẹp, mà còn có thể nấu ăn được màu sắc. Nấu ra thì những cái món ăn nó có màu xanh dương rất là đẹp, nên là mình tò mò nữa, nên là mình thử mua hoa đậu biếc này về nấu ăn. Bạn mà đến chơi nhà mình thì mình cũng đưa cái hoa đậu biếc này nấu thành nước để mời họ uống nữa. Có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm hoa đậu biếc ở các cửa hàng thực phẩm, phụ liệu. Nhằm phục vụ trong việc bảo quản và sử dụng, trên thị trường hiện nay bán phổ biến nhất là hoa đậu biếc sấy khô đóng gói và bột hoa đậu biếc có giá trung bình từ 250 đến 350.000 đồng 500g. Trên mỗi sản phẩm có chú thích công dụng mà loài hoa này mang lại như chống oxy hóa cho da, mắt, tóc, giúp lợi tiểu, nhuận tràng, cải thiện sức khỏe tế bào. Cũng không khó để tìm mua sản phẩm này trên mạng xã hội được quảng cáo với các công dụng tương tự. Ngoài ra còn có khả năng thần kỳ chữa được tiểu đường và ung thư. Trước những lời quảng cáo có cánh, nhiều người xem hoa đậu biếc như thần dược, pha trà cho cả nhà uống mỗi ngày, mang theo khi đi làm, đi chơi hoặc pha cho con mang theo đi học. Và có phần lạm dụng khi nấu bất cứ món ăn nào cũng nấu cùng với hoa đậu biếc. Tuy nhiên, có một sự thật là cho đến nay, tên của loại hoa này vẫn chưa có trong danh sách những cây thuốc và vị thuốc của Việt Nam, cũng như tuyển tập cây thuốc và động vật làm thuốc Việt Nam. Vậy thực hư công dụng của loại hoa đậu biếc này ra sao? Thực ra thì thứ nhất là chúng ta không nên nghe lời đồn. Bởi vì bản thân lời đồn nó cũng có cái vấn đề của nó. Cái thứ hai nữa là
không có một cái loại cây nào chữa bá bệnh. Tôi nói ví dụ như là cái vấn đề là thiểu năng tuần hoàn não đi, thì cái hoa đậu biếc này nó có cái công dụng hỗ trợ. Tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu rõ là thế tại sao bệnh nhân này bị thiểu năng tuần hoàn não, để từ đó chúng ta có cái hỗ trợ, bởi vì nó có thể là nguyên nhân của một cái bệnh lý khác, ví dụ như là xơ vữa mạch máu não này, hoặc là một số các cái bệnh lý tim mạch này, hoặc là huyết áp thấp làm giảm cái bơm máu lên trên não. Thì như vậy bất kỳ một cái bệnh lý nào chúng ta đều nên đi khám bác sĩ, và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái phương án điều trị nó cụ thể. Chứ còn thì không nên sử dụng một cái loại mình coi như là thực phẩm chức năng dùng để chữa bệnh. Mặt khác, chính vì được buôn bán tràn lan nên nguồn gốc và chất lượng của hoa đậu biếc khô cũng không đảm bảo. Có những nơi chỉ đựng trong túi ni lông, không hề có thông tin về nguồn gốc xuất xứ. Chứ kể tùy vào cơ địa và bệnh lý, mỗi người sẽ có liều dùng khác nhau, không thể thay thế nước lọc để dùng cả ngày trong suốt thời gian dài, rất dễ bị tác dụng phụ. Có cái công dụng là tương đối hoạt huyết, cho nên những cái bệnh nhân nào mà có cái cơ địa là bị dễ bị chảy máu thì chúng ta không nên dùng. Thứ hai nữa là chúng ta dùng lượng lớn của cái hoa này thì người ta thấy một trong những cái tác dụng phụ của nó là nó gây ra tiêu chảy. Thế cho nên là chúng ta cũng không nên là sử dụng liều quá cao, cũng như là không nên là sử dụng cái thời gian quá lâu. Thì cái hoa này thì tốt nhất là một ngày như vậy chúng ta sử dụng từ 5 cho đến 10 viên, 10 bông thôi. Để với cái công dụng là chúng ta hãm trà để chúng ta uống. Thời gian gần đây, vì mức độ phổ biến và rất được ưa thích của loại hoa đậu biếc nên trào lưu trồng cây đậu biếc tại gia bắt đầu nở rộ. Cây đậu biếc là loài cây thảo leo, thân và cành mỏng, có lông, lá kép, hình trái xoan. Cây rất dễ trồng, hầu như sống tự nhiên, không cần chăm bón nhiều. Tuy nhiên, hạt giống cây đậu biếc lại chứa chất gây nôn, nếu không cẩn thận hoặc để bừa bãi, nhất là gia đình có trẻ con sẽ rất nguy hại. Theo khuyến cáo, chỉ nên sử dụng khoảng 4 bông cho một ấm trà, mỗi ngày không sử dụng quá nhiều, không nên sử dụng dài ngày và dùng thay thế bất kỳ vị thuốc nào. Nếu mà tiện nhất thì chúng ta tự trồng lấy để chúng ta pha trà uống. Bởi vì cái cây hoa đậu biếc này thứ nhất là nó rất là dễ trồng. Thứ hai nữa là nó hoa nó rất là đẹp, chúng ta chuyên dùng để làm kiểng. Chúng ta có thể làm nó dưới dạng hàng rào hoặc là trồng ở ngay cửa sổ. Thì như vậy nó vừa đẹp nhà và khi hoa có hoa tươi thì chúng ta có thể là chúng ta pha hoa tươi để uống. Còn nếu như chúng ta muốn sử dụng hoa khô thì chúng ta phải hiểu rõ được là cái bảo quản của nó như thế nào. Và nên đến những cái nhà thuốc mà được sự cho phép của Sở Y tế để chúng ta mua. Chứ chúng ta không nên mua trôi nổi, thậm chí là không nên mua ở trên mạng. Bởi vì thật sự mà nói thì lúc đó chúng ta sẽ không biết rằng là nguồn gốc xuất xứ của nó như thế nào. Người ta bảo quản nó như thế nào, nó có ẩm hay mốc hay không, chúng ta không tận mắt chúng ta thấy. Thì như vậy nó sẽ rất là nguy hiểm. Dù là thuốc, thực phẩm chức năng hay thảo dược được hỗ trợ đều phải dùng theo chỉ định của bác sĩ. Việc tự ý dùng theo kinh nghiệm bản thân, thậm chí là kinh nghiệm của người khác rất dễ gây họa. Cuối cùng, hoa đậu biếc vẫn có những công dụng nhất định, nhưng để chữa bệnh như lời đồn thì chưa có nghiên cứu y khoa nào công nhận. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp phản ánh các vấn đề dân sinh xã hội, an ninh trật tự hay những câu chuyện nhân văn đầy ý nghĩa, quý vị có thể gửi về số điện thoại đường dây nóng cùng hệ thống Zalo 0971225053. Còn bây giờ, Diễm Loan và Đào Duy xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.